Ngày 9 tháng 8, hot girl Phạm Ngọc Tê được triệu tập đến cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Liên quan đến clip cô gái khoe đi khắp Hà Nội trong thời gian giãn cách nhờ tấm thẻ quyền lực của bố, lực lượng phòng an ninh BA03 đã phối hợp với công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ vụ việc. Theo thông tin điều tra ban đầu, cô gái khoe tấm thẻ đỏ quyền lực của bố có tên là BNT, sinh năm 2002, hiện đang sinh sống ở Hà Nội. Tấm thẻ đỏ quyền lực này là thẻ cán bộ của BNN, trưởng phòng marketing báo Thiếu niên tiền phong cho nhân viên marketing BVH mượn để thuận lợi cho việc đưa tin bài từ năm 2017. BVH đã nghỉ việc tại báo Thiếu niên tiền phong từ cuối năm 2020 nhưng vẫn giữ thẻ cán bộ của BNN. Đến tháng 6 năm 2021, BVH quen BNT, cô gái quay video khoe tấm thẻ đỏ quyền lực trên mạng xã hội. Đầu tháng 7 năm 2021, BNT và BVH có đi chơi cùng nhau và T đã mượn thẻ cán bộ trên từ H để chụp cho vui. Ngày 9 tháng 8, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ BA03 Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa phối hợp với Công an quận Cầu Giấy lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính Phạm Ngọc Tê, 19 tuổi, 12,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai lệch, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Tại cơ quan công an, Tê thừa nhận hành vi đăng nội dung sai sự thật về việc sử dụng thẻ cán bộ để đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Làm việc với cơ quan công an, anh Phạm Văn Hắc khai, tấm thẻ cán bộ màu đỏ trên là thẻ cán bộ của anh Phạm NN, 28 tuổi, cấp ngày 1 tháng 1 năm 2017. Thời điểm năm 2017, anh N là trưởng phòng marketing một tờ báo. Thẻ trên có giá trị từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Tháng 6 năm 2020, khi đến nhà anh N chơi, H có xin anh N tấm thẻ cán bộ trên để làm kỷ niệm. Do thẻ đã hết hạn sử dụng không còn giá trị và H giữ tấm thẻ đó đến nay. H biết T cầm thẻ cán bộ trên để quay clip trên xe của H, nhưng không biết T dùng clip đó để đăng lên mạng xã hội với nội dung không đúng sự thật trong thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội. Theo phòng BA03, hành vi đăng clip có nội dung không đúng sự thật của T gây bức xúc trong dư luận, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an nói riêng và của các lực lượng tham gia phòng chống dịch COVID-19 nói chung. Sau đó, cô gái trẻ này đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân Facebook. Em chỉ đăng video chơi thôi ạ. Thật ra video quay trước lúc có dịch, bố em làm nông dân thôi mọi người ơi. Hiện tại, cô gái này đã xóa đoạn video gây tranh cãi và khóa luôn tài khoản cá nhân Facebook trước sự công kích của cộng đồng mạng. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên báo Giao thông, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, dù chuyện dùng thẻ đỏ quyền lực là thật hay giả, thì cô gái này cũng vẫn bị xử lý. Trường hợp như cô gái giải thích đó là sự việc diễn ra lâu rồi, chỉ là đùa vui, thì rõ ràng cô gái đã thông tin lên mạng sai sự thật. Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 15 năm 2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện với mức phạt lên tới 15 triệu đồng, luật sư Cường cho biết.